nước mắt dày vò trong tôi bấy lâu. Chút ánh sáng chẳng tìm ra nơi ngõ sâu. Máu vẫn nóng dù nhịp tim kê tắt mong. Tìm ai đây, ai sai ai đúng. Gió đã xóa bước chân đêm cuốn đi ngày tương lai. Bóng tôi di vang quanh ta lặng thầm trôi qua. Sóng chẳng thể nói lên nỗi lòng người khơi xa. Chỉ còn bao tình yêu anh trong mắt người. Đường trong cái tôi bước đến cõi bút ra phía trước với trái tim ngời lên lửa thiên. Những người chào một đời biệt ly trên đôi vai người tìm công lý. Dù yêu thương che lớp bóng tôi quá khứ vỡ nát gian dối kia nào ai có hay. Dẫu hiểm nguy biển trời phong ba ta vẫn không dừng lại. Như chúng ta đã biết, thành phố của chúng ta với cái tình hình buôn bán ma túy đang ở mức đáng báo động, nhất là con nghiện mỗi ngày một nhiều lên. Những thảm họa tội ác mà chúng gây cho gia đình, cho xã hội thật không thể nào chấp nhận nổi. Trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta đã xác định là điểm trung chuyển ma túy, nó ví là tam giác vàng, là trắng lưỡi liềm. Ma túy từ Nam Mỹ chuyển vào nước ta, xong chuyển ra các nước khác trên thế giới. Báo cáo các đồng chí, theo mà tin của trinh sát vừa qua thu thập được á, thì bọn chúng cấu kết chặt chẽ với các thành phần trong và ngoài nước, hình thành một đường dây vận chuyển buôn bán ma túy vô cùng tinh vi và phức tạp. Đặc biệt á, là các đối tượng này vô cùng liều lĩnh và ngoan cố. Chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lại khi bị chúng ta phát hiện hay là truy bắt. Chính vì thế cho nên sở mới cử đồng chí Nguyễn Thành và tôi nhận nhiệm vụ phải lên kế hoạch nhanh chóng triệt phá các đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia này. Nhưng cũng như các đồng chí đã biết, quy mô hoạt động của chúng rất là lớn mạnh và có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy cho nên thì tôi mới cho triệu tập các anh em thành lập một đội đặc nhiệm chuyên phụ trách trọng án này. Đội đặc nhiệm này hoạt động với cái tên gọi là NT04, bao gồm 4 thành viên ưu tú, là những con người xuất sắc nhất được tuyển chọn từ rất nhiều đơn vị. Đề nghị các đồng chí xem qua rồi cho ý kiến. Đây là đại quý Minh Tâm, đã phá rất là nhiều vụ trọng án và cũng đã lập được nhiều chiến công trong các vụ án ma túy lớn và nhỏ. Bằng những suy luận thần tốc, khả năng nắm bắt tâm lý tội phạm chính xác, đồng chí đã lập được nhiều chiến tích. Còn đây là Thượng quý Hải Thanh, tuy còn rất là trẻ nhưng lại là người có khả năng giao đấu và sức khỏe phi thường. Còn đây là cô Thanh Vi, một nữ pháp y xuất sắc. Tại sao trong đội đặc nhiệm điều tra về đường dây ma túy rửa tiền lại cần thêm một pháp y? Đây chính là điểm đặc biệt của các vụ án diễn ra gần đây. Tất cả các phi vụ vận chuyển bị chúng ta ngăn chặn hay trinh sát theo dõi đều có cái chết của những người vận chuyển. Thanh Vi sẽ là người đảm nhiệm khám nghiệm tại hiện trường để cho ra kết quả nhanh nhất và chính xác nhất. Còn đây là... Đây là thành viên thứ tư. Thành viên này sẽ được bí mật cài cắm. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới được tiết lộ. Nếu các đồng chí không còn ý kiến gì thì cuộc họp hôm nay đến đây là chấm dứt. Tôi mong rằng các đồng chí phải thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ mà chúng ta đã đề ra hôm nay. Tôi biết đội đặc nhiệm mai này rất cực.
Sếp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cố gắng động viên anh em làm tốt nha. Anh định giấu chuyện của chúng ta đến khi nào? Tới khi nào hoàn thành xong công việc. Chắc chờ tới Tết Congo luôn quá. Dạ, chào thủ trưởng. Chào sếp. 20 phút nữa chúng ta vào họp nha, cậu. Dạ rõ. Dạ. Chà, hai người bàn chuyện chuyên môn một cái bộ vui quá ha. Chẳng giống như tôi, hễ nhận ngán á là qua mắt chóng mặt. Thôi, sếp đang chờ chúng ta đó, đi nhanh đi. Mày đâu tới đây thu tiền bảo kê à? Mày biết cái địa bàn này là của ai không? Chó mà dành cơm với người hả mày? Mày không sợ người ta quýnh què dò mày hả? Nè, tao cho mày 5 phút để mày trở về nơi bắt đầu. Còn không thì mày đừng có trách tại sao tụi tao ác với mày. Nghe cho mày. Mày coi chừng tao á. Mày chờ đó. Nhớ tao không mày? Chờ không? Nè, anh nói cho tụi em nghe. Anh quản lý địa bàn này, tụi em thoải mái làm ăn. Thằng nào tới lấy tiền nói là đưa anh rồi. Thằng nào kiếm chuyện gọi cho anh ra giải quyết. Ok. Trời ơi, tụi em may quá mới gặp đại ca nhân từ như anh á. Anh muốn gì tụi em trả ơn hết. Được. Từ nay thì em phong cho anh làm trưởng xóm gà nha. Ê, cái tên nó cũng được. Ê, cái tên kỳ vậy. Ê, con gậy nào mới vậy? À, mà Lùi. Trưởng xóm phu nhân tới, lùi. Trưởng cái đầu của anh á. À, hay. Bộ tôi ngang hàng với mấy con này hả? Hay, đâu có. Thái độ gì? Muốn tao trả địa bàn lại cho trưởng shop cũ không? Đi làm gì? Đi! Nhanh! Vừa nãy mới thấy anh hùng hảo hán oai phong với mấy con điếm đường này lắm hà. Sao giờ giống cái dãy rách vậy? Gì đâu, oai phong gì, tập thể dục sơ sơ nhẹ nhẹ thôi mà. Làm sao mà anh qua mặt vợ anh được, vợ anh xúc. Tôi không có giỡn với anh nha. Lên xe về. Đi làm gì? Thôi mà. Đi giận. Đi nhanh. Vâng, cái gì mà hai đánh một không chột cũng què vậy mà một thằng què một thằng chột. Đại ca, thằng khốn đó nó khỏe như cọp, sao mà làm lại nó? Cọp hả? Thì nó là cọp, tao sẽ là võ tòng. Mày kiếm kêu người bay đi giành lại cái địa bàn nhỏ xíu mà 5 lần 7 lượt thất bại. Như vậy làm sao tao ăn nói công ty? Hả? Đại ca, tất cả là do thằng chó này nè. Nó hèn lắm đại ca. Mày cái gì? Thôi đi. Bên đội bốc giác còn thiếu người. Hai thằng bay qua đó làm việc đi. Đại ca, biết. Còn đứng đó làm gì nữa?
Rồi tính làm gì đây? Thì có lỗi đánh đi. Ôi trời ơi, trời ơi, em ôi trời ơi, từ nhỏ lớn giờ mới biết cảm giác nín thở như thế nào luôn á, đau quá. Ai da. Có ai hả? Thấy chồng mình suốt ngày đi ra đường làm những chuyện không ra đàn người, không ăn ngợn như vậy không hả? Anh thử nghĩ coi, nếu tôi cũng hay ra đường làm những chuyện như anh làm, anh có chịu được thứ người dị hợm như vậy không hả? Thì đương nhiên là anh chịu. Ấy, đương nhiên là anh không chịu rồi. Thôi mà, anh cũng biết là em hiểu cho công việc của anh đúng không? Trước khi lấy anh, em cũng biết rồi mà. Anh là lính của ba em, hồi đó ba em bảo lãnh cho anh, giao em cho anh, mà em phải tin ba em chứ. Thì tin. Tình mới phải chịu đựng như vậy nè. Nhưng còn bạn bè, còn bà con nữa, họ sẽ nghĩ gì khi thấy anh ngoài đường làm những chuyện như vậy? Còn em á, thì không được quyền lên tiếng, phải chịu đựng sự hiểu lầm của mọi người như vậy. Anh muốn em phải chịu suốt đời như vậy hả? Em, anh xin lỗi. Anh biết là để cho em chịu thiệt thòi nhiều, nhưng mà tin anh đi, một thời gian nữa thôi, anh sẽ cố sắp xếp, anh sẽ tìm mọi cách đổi một công việc mới nha. Nha, tin anh đi. Hứa hoài, hứa mãi, thành ra là hứa lèo đó. Thôi biết rồi, thương lắm á. Xạo xạo mà. Thiệt, thương thiệt. Thương vợ tôi lắm á, thương. Của tao không được đụng tới. Đi đi. Chó này. Ban đầu của chúng ta thì bọn tội phạm á, sau khi bị đột kích đã không vận chuyển bằng tuyến đường bộ nữa mà chuyển sang vận chuyển bằng đường thủy. Như vậy được.
Nếu vận chuyển hàng bằng đường thủy trong thời điểm này, chả khác nào tự chui đầu vào rọ. Theo tôi thấy, bọn tội phạm đã nắm được suy luận của đồng chí, nên bọn chúng chọn phương án nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi nhận thấy bọn chúng ngày càng tinh vi, do đó tôi yêu cầu các đồng chí trước khi đưa ra suy luận hay giả thiết gì, hãy lập luận một cách thuyết phục. Nhưng cuối cùng thì đồng chí Minh Tâm cũng vẫn chặn được lô hàng đó. Là sao thủ trưởng? Có nghĩa là đồng chí Tâm đã chia người ra thành hai nhánh. Một thì theo dõi ở đường bộ, hai là theo dõi ở tuyến đường thủy. Tôi đề nghị đồng chí Minh Tâm có thể nói rõ và chi tiết hơn. Theo suy đoán của tôi, bọn tội phạm đã đánh hơi được thấy chiến dịch càn quét của chúng ta. Nên trong chuyến hàng lần này, bọn chúng sẽ vận chuyển bằng cả hai hướng. Vì thế, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo và chia thành hai hướng để theo dõi bọn chúng. Bốn tiểu đội luôn theo sát liên tục cả các tuyến trọng điểm mà tôi đã khoanh vùng. Mỗi thành viên trong đội chúng ta đều có những khả năng đặc biệt khác nhau. Vì vậy cho nên tôi đề nghị các đồng chí phải tin tưởng nhau và đoàn kết với nhau. Bây giờ tôi đề nghị các đồng chí trình bày tiếp chuyên án DB10. Đây là Hoàng Mạnh Dũng, tên thường gọi là Dũng Tây Bo. Theo điều tra của tôi, hắn là tên cầm đầu trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào sang ranh giới miền Trung, rồi vào miền Nam đi các tỉnh. Hắn là một tên đặc biệt xảo quyệt, vì trong các đợt tập kích của chúng ta đều chỉ bắt được đàn em của hắn. Và tất nhiên, không tên nào khai nhận Dũng Tây Bo có liên quan tới đường dây vận chuyển buôn bán ma túy. Tuy nhiên, trong tất cả các vụ án đều có một điểm chung, đó là cái chết của người giao hàng. Bọn họ ngay sau khi vừa bị bại lộ thân phận thì đều được tìm thấy tử vong do tai nạn hoặc là do tự tử. Vậy là giống suy luận lúc đầu của đồng chí rồi. Chắc chắn là một vụ giết người bịt đầu mối. À, đồng chí Thanh Vi bây giờ chấp nhận phá án bằng cách giả thuyết thiếu chứng cứ rồi hả? Tôi đang trình bày thống kê giám định pháp y chứ không thừa nhận gì cả. Còn một chuyện nữa, Dũng Tây Bo chính là con trai nuôi của ông Trần Hoàng Lâm, chủ tịch tập đoàn Hoàng Lâm. Ngay từ đầu, chúng ta đã tập trung nguyên kết mối liên hệ giữa ông Lâm và Dũng Tây Bo. Theo như điều tra thì cách đây một năm, ông Hoàng Lâm đã từ mặt Dũng Tây Bo với nghi vấn là dính vào vụ án ma túy. Nhưng sau khi điều tra, vì không có chứng cứ cấu thành tội danh nên hắn được thả ra. Nói như đồng chí như vậy, chủ tịch tập đoàn Hoàng Lâm không liên quan tới đường dây buôn bán ma túy và cũng không biết việc làm ngầm của tên Dũng Tây Bo. Từ trước tới nay ai cũng biết tập đoàn Hoàng Lâm là một mạnh thường quân ủng hộ cho các quỹ từ thiện với một số tiền rất khổng lồ. Vậy thì lý do gì để Dũng Tây Bo phải đi buôn ma túy, hỗ trợ cho cha nuôi mình kinh doanh hợp pháp, không phải là giàu hơn sao? Nhưng theo điều tra, ông Hoàng Lâm có một cô con gái tên là Anh Thư. Sau này chắc chắn tất cả tài sản sẽ giao lại cho Anh Thư. Dũng Tây Bo tức giận vì điều đó nên tách ra hoạt động riêng, làm nhiều hoạt động sai trái nhằm hạ uy tín của tập đoàn. Biết được chuyện đó, ông Lâm đã từ mặt Dũng Tây Bo. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Còn theo trực giác của tôi, bên trong có ẩn khúc. Cảm ơn các đồng chí đã đưa ra ý kiến của mình. Như chúng ta đã thấy, đối tượng của chúng ta điều tra lần này có quy mô vô cùng lớn và có thủ đoạn chắc chắn là vô cùng tinh vi. Tôi đề nghị các đồng chí không tự ý hành động, tránh bứt dây động rừng. Trước khi có kế hoạch chính thức thì chúng ta chờ đợi tin bí mật từ ITO. ITO. Thank you.
một lời ta tha thứ nhau. Chẳng thể sống một đời oan khiến đớn đau. Tiếng nức trước mồ phần bi thương vẫn vương. Bình minh lên hay chẳng nhầm máu. Đã có những lúc ta say không biết mình đang trôi. Đã có những lúc buông tay đường ra chia đôi. Thành cho ta. Đừng trông gai tôi bước đến cõi bút giá phía trước với trái tim ngời lên lửa thiêng. Những người trao một đời.